Các em và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại quay trở lại với bài tiếp tục với bài 12. Bài 12 là chúng ta đăng được các loại sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ đăng từng chi tiết sản phẩm lên. Và chi tiết của từng loại thì chúng ta sẽ đăng tiếp tục chi tiết của từng sản phẩm bên trong. Đăng từng sản phẩm bên trong. Thế các bạn đã theo dõi bài 12 rồi thì bây giờ chúng ta sẽ theo dõi tiếp bài 13. Bài 13 thì chúng ta gõ cho tôi localhost. Đấy. Localhost để chúng ta đưa ra cái mặt hàng như là máy tính để bàn, rồi những cái máy tính đồng bộ. Đấy, ví dụ như này nha, chúng ta đưa từng loại và khi ta kích vào một sản phẩm thì nó sẽ đưa ra chi tiết bên trong có những loại nào của thuộc. Ví dụ máy tính để bàn thì toàn những máy tính của để bàn, Honda thì toàn các Honda, máy tính đồng bộ thì đồng bộ. Đây ta tạm là đưa ví dụ thôi, ví dụ gạo thì sẽ có rất nhiều loại gạo bên trong. Đấy, chúng ta sẽ chú ý như vậy. Và khi mà chúng ta, cái người mà quản trị website người ta đăng nhập, và cái này cũng đăng nhập của khách hàng luôn, nhưng mà vai trò khách hàng sẽ khác với vai trò của người quản trị. Khi các bạn làm được một cái app này thì chắc chắn là các bạn sẽ làm tốt được những cái phần. Đây là tên của loại sản phẩm. Đó. Thì khi mà chúng ta đăng vào thì chúng ta sẽ thấy là các loại sản phẩm ở dưới đây như là máy tính để bàn vân vân. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm sao mà để khi chúng ta nhấp tiếp vào máy tính để bàn để chúng ta đăng từng loại một thì nó sẽ xuất hiện ở trong đây. Đấy, các bạn chú ý như thế nhá. Thế chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục là upload sản phẩm. Đây. Upload sản phẩm. Thì chúng ta phải đăng, chúng ta làm cho tôi một cái đường dẫn như này. Ở cái thẻ A này nó sẽ bằng mấy bay URL nhập sản phẩm và ID là lấy cái loại sản phẩm đó, của ID của sản phẩm đó để chúng ta truy cập vào bên trong từng loại để ta tiếp tục là đăng sản phẩm. Thì cái này có lợi ở việc gì? Khi các bạn nhấp vào Honda đấy, thì nó sẽ ra đồng bộ máy tính ra máy tính à, cái này ra vân vân. Thế khi ta nhấp vào thì ở đây là chúng ta nhìn thấy là khi tôi để là nhập sản phẩm và category ID, category là nó nối với một cái xẹt nữa trên URL đây. Đấy, nối vào, tôi nhấp vào đây, nó sẽ nối vào đây và nó sẽ là 15, sản phẩm số 15. Đây, chúng ta chỉ cho thêm cái đường dẫn vào bên trong đây. Còn ID này thì nó hiện ra là loại sản phẩm thôi, hình ảnh của sản phẩm này, vân vân. Đấy, hình ảnh sản phẩm thì ở đây là chúng ta có đường dẫn, nhưng mà tôi không cho hiện lên thì nó sẽ to bên trong này quá, thì các bạn sẽ khó nhìn thấy à, nhìn thấy được nhưng mà nó trông to không hay. Chúng ta để như này. Đấy, chúng ta để, nếu chúng ta muốn cho một cái thẻ image vào đây cũng được thì nó cũng được. Làm đây, chúng ta sẽ làm như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái form. Form này có tên là upload sản phẩm. Đấy, chúng ta sẽ chọn vào phần là upload sản phẩm ở trong thư mục đây. Chúng ta sẽ đưa nó vào bên trong. Đó. Các bạn chú ý nhá, để chúng ta đưa vào. Thì bây giờ việc của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ đi làm cái model sản phẩm. Đây chúng ta mới có model là category. Thế để làm được cái model đó thì chúng ta sẽ tạo một cái model cho upload sản phẩm. Các bạn tạo new directory. Chúng ta đánh ở đây là product. Product model.
các bạn có thể cho cái chữ hoa ở đây cho nó cùng với cái category. Chúng ta sẽ đánh đây là tên của ấy thôi, chúng ta đánh cô đó. Và trong product thì chúng ta tạo cho tôi một cái lớp. Lớp này là lớp chúng ta đánh là product model. Namespace thì chúng ta ghi là app model. Và chúng ta ghi tiếp cho tôi là product. Đấy, chúng ta đánh đúng đường dẫn như thế nhá. Chúng ta không được làm sai, làm đúng cái không gian lên này, namespace đúng như vậy. Đấy, thì chúng ta được một cái model. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái model này dựa trên giống như category. Và bây giờ chúng ta sẽ nhập từng cái một. Các bạn xây dựng model nó cũng rất là dễ thôi, nó rất là nhanh. Coordinate, use coordinate. Các bạn tiếp tục cho tôi config. Đấy, config. Và chúng ta cho tôi là bay config. Ok một cái này. Rồi view coordinate. Chúng ta tiếp tục đường dẫn nó đến là model. Đấy, tiếp tục use database coordinator. Chúng ta ghi database và connect database interface. Chúng ta use tiếp để sử dụng các thư viện của chúng coordinate. Và chúng ta ghi là validation. Chúng ta ghi validation interface. Rồi, bây giờ các bạn chỉ cần extend model. Đấy, chúng ta extend cái model này. Các bạn chú ý nhá. Rồi cái hàm đầu tiên chúng ta khai báo bên trong này, với trong lớp này, với cái biến là biến table sẽ bằng tên của nó là bằng product. Chúng ta nháy hai trên quên đã, chúng ta phải nháy hai trên, hai cái phẩy trên product. Product. Đây là một cái bảng, bảng chúng ta ở trong cơ sở dữ liệu. Đó. Đây, bây giờ các bạn sẽ ghi chỗ này là public, không nó không hiểu. Đó, public rồi. Đây các bạn biết cái bảng của chúng ta là ở đây. Bảng chúng ta chạy navigate lên là chúng ta thấy. Thế vào. Rồi chúng ta khai báo này xong thì các bạn khai báo cho tôi là public. Biến tiếp theo là DB. Vì là tôi ghi video cho nên là cái máy tính của tôi nó không chịu được, nó chạy chơi chậm. Nhưng không sao, chúng ta chậm thì chúng ta ghi chậm. Chúng ta biết, chúng ta viết biến tiếp là biến protect.
Các bạn biết nhá, public là dùng để kế thừa trong mọi lớp. Đấy, và chúng ta nhìn được các biến đó. Nhưng biến protect của chúng ta, biến protect của chúng ta là chúng ta sẽ thì đây cái hàm nó vào trong cái bảng này. Chúng ta nhớ là trong cái bảng này nhá. Bảng này gồm có ID category, tên item này, item name này, rồi nhà phân phối này, weight là chiều cao, cân nặng thì chiều cao này, chiều rộng này, mô tả được category là loại sản phẩm. Sau đó thì chúng ta đến price, giá cả và hình ảnh. Đấy cũng giống như ở trên thôi, nhưng mà ở đây nó chi tiết hơn. Chúng ta ghi chữ primary. Primary key bằng bằng là item code và chúng ta chú ý cho tôi item code này đó. Ta tắt bớt thì đi để ta chạy cho nó nhanh. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo là protect. Rồi những trường cho phép được truy cập bằng một cái mảng ở đây. Đấy, mảng này thì chúng ta sẽ bằng ta ghi nhanh bằng các biến, tôi copy cho nhanh. Gồm các biến này. Biến này là tên của các trường, của các cột đấy, các cột của bảng. Để chúng ta chú ý vào đây là chúng ta sẽ thấy đây là các cột của bảng. Rồi tiếp theo là chúng ta sang một phương thức mà chúng ta hay phải làm là public function. Chúng ta chọn function là contract. Trong function contract này ở đây theo kinh nghiệm của tôi là chúng ta bỏ đi những cái phần cuối để không cần truyền tham biến nữa. Đấy. Và chỗ này chúng ta cũng xóa trong cái public con của kế thừa lớp cha, chúng ta cho nó bằng cũng bằng rỗng cái tham biến truyền vào. Chúng ta truyền bên trong cái này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo một biến this là biến nội tại của cái lớp này bằng db. Đấy là biến db của chúng ta là bằng lớp config ra. Chúng ta truy cập đến database và chúng ta đến hàm connect. Thế là nó kết nối với cơ sở dữ liệu qua cái hàm connect này. Đó. Chúng ta xong ở cái này rồi thì bây giờ các bạn chỉ việc là khai báo các hàm mà chúng ta thường thường thấy. Ví dụ ở đây trường thứ nhất, hàm thứ nhất là public function, rồi chúng ta add, tên của nó là chúng ta thêm add product, biến truyền vào là một mảng data, mảng nha các bạn chú ý nhé, đây là một mảng. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta chuyển sang đây, chúng ta sẽ truyền vào nó bằng cái gì? Thì chúng ta sẽ có là this.
DB. DB table. Các bạn dùng bình thường thì nó lên rất là nhanh, nhưng do chúng ta để chế độ ghi nữa thì cho nên là cái chế độ ghi nó hơi chậm. Chúng ta zip table là tên của bảng, chúng ta chèn vào insert, các bạn chỉ cần ghi data ở đây là xong đấy, bởi vì đây là nó truyền theo mẫu và nó làm áp dụng cái hàm này theo mẫu hàm mà trong cái framework này nó làm rồi, các bạn không cần phải chữ là insert value vân vân. Nó nếu mà đấy là PHP thuần, tức là PHP theo kiểu cổ điển mà chưa được nâng cấp, chưa trở thành đóng gói thành framework, thì nó là insert value vân vân, trường vân vân, thì các bạn phải truyền từng cái giá trị vào, và các bạn chỉ cần làm như này thôi. Sau đó các bạn return lại, return ở đây là chúng ta zip db, cái này trả về insert id, tức là khi mà chèn vào thì nó sẽ sinh ra một id tự động và nó trả về cho hàm một giá trị id để sau này chúng ta biết được số thứ tự của nó chèn. Bước tiếp theo chúng ta, các bạn có thể ghi một cái comment ở đây là hết hàm chèn dữ liệu. Đấy. Các bạn làm xong cái này thì công việc của bạn rất là nhẹ nhàng. Chúng ta ghi tiếp public. Để mà nói thì Codeine chạy nhanh hơn Laravel rất là nhiều. Mỗi cái nó có một cái ưu nhược riêng. Các bạn có thể là function. Bây giờ các bạn sử dụng hàm tiếp theo là hàm get all. Tôi lấy tất cả các dữ liệu đã được chèn vào trong trong cái sản phẩm này. Get all product. Đấy, chúng ta làm như vậy. Bài kết co đi, tức là lấy các sản phẩm theo từng loại nhé, chúng ta chú ý là theo từng loại, và chúng ta chỉ cần truyền cho chúng ta một cái biến là kết go đi id. Đó, và nó sẽ lấy được hết ra cho chúng ta. Thì các bạn làm một cái query rất là nhanh. Query bằng zip db. Biến db này là biến chung public của cái lớp này. Chúng ta chèn tiếp, lấy tiếp là table. Bảng nào? Bảng table, zip table. Đấy. Và chúng ta chọn get where. Tức là lấy khi mà cái gì đúng. Get where. Các bạn nha, chú ý ghét qua. Thế chúng ta ở đây chúng ta chỉ cần cho một cái mảng vào. Đấy. Là tên của nó là cái ID kết body sẽ bằng đây là cột ID nhá. Của cái category nó truyền xuống một cái bảng con đấy. Tức là cái category này là một cái khóa liên kết từ bảng category đến bảng product. Thì chúng ta phải chú ý là truyền nó phải bằng một cái giá trị mà
ở trong tham số vào, trong tham số của cái phương thức này. Đấy. Và chúng ta trở về đây. Sau đó chúng ta return query get result là kết quả. Đấy. Chúng ta ghi tiếp là hết hàm lấy tất ở hàng hóa của một loại. Đấy. Là tên của hàm nào nó đi vào hàm đấy, đúng không? Ta có thể lập trình như vậy để cho các bạn đồng nghiệp người ta biết được, người ta biết được của các bạn là lấy cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái hàm là tìm tất cả các loại product. Thôi cái này chúng ta cũng nghe file trong kia rồi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục là get product theo một ID. Ta lại xây dựng tiếp public function get product. Get product ở đây là theo một ID nhé, by ID. Là tôi lấy một cái sản phẩm đấy thì chúng ta sẽ có là item, biến ở đây là item code, tức là cái mã của sản phẩm đấy, mã của sản phẩm. Chúng ta xây dựng như vậy, chúng ta cũng sẽ có query bằng zip db. Đấy, tôi ấn Ctrl S để ghi vào db tiếp tục table zip table. Rồi cũng get where. Get where ở đây là item code mảng và truyền vào là item. Bằng biến item code, tức là tìm trong bảng những mã hàng mà bằng hàng truyền vào. Đấy, nội dung nó chỉ như vậy thôi. Và chúng ta return query get result. Ok, ta đã xong cái này rồi thì bây giờ các bạn lại truyền lại làm xây dựng tiếp một cái hàm nữa. Đó là hàm update. Hàm thêm này, hàm update. Chúng ta update là sửa. Public function update product. Chúng ta có hai biến truyền vào là where. Where là cái gì, điều kiện, và chúng ta ghi data. Public function update where data. Và bây giờ chúng ta sẽ truyền vào, chúng ta sẽ ghi câu lệnh zip db table zip table. Đấy, và chúng ta ghi chữ update
ta ghi cho tôi là data phẩy where hai biến này truyền vào. Đấy, và chúng ta sẽ return db zip db fxflow, tức là một cái hàm có hiệu lực khi mà nó được cập nhật. Rồi là chúng ta đã còn một hàm nữa, hàm xóa. Chúng ta ghi public function nha. Vì ở trong cái tôi dạy framework này, tôi dạy cả phần frontend và backend. Chúng ta làm cả phần backend và frontend, frontend để chúng ta làm cả phần HTML vân vân và CSS rồi JavaScript vân vân, thì chúng ta làm tất, coi như là chúng ta xây dựng một cái trang web tự chúng ta mà không phải làm mỗi cái phần backend đâu. Nhưng mà ở trong phần module này là chúng ta đang hiểu là làm backend, đúng không? Chúng ta sẽ ghi một hạt tên hàm là xóa product by ID. Đấy, chúng ta ID bên trong là item code, ghi rõ như vậy. Rồi chúng ta xây dựng một bất kỳ một cái nào thì chúng ta cũng xây dựng những cái hàm như này. Nó chỉ có xóa, thêm, sửa, tìm kiếm, update. Đó. Thêm này, up, cập nhật này, xóa này, tìm kiếm này. Đó là những cái tối thiểu mà chúng ta phải làm. Sau khi cái này rồi thì các bạn chỉ cần là gì? Chúng ta lại tiếp tục this db table. Zip table là để cho nó biết là bảng gì. Cái từ zip table chính là biến mà chúng ta khai báo ở trên này này. Đó, nha. Các bạn chú ý là con trỏ chính nó chúng ta sẽ bằng là delete. Delete ở đây thì chúng ta ghi cho tôi là item code. Các bạn chú ý mã của hàng hóa này là mã dạng tra nhé, nó không còn phải là ID như cái kia nữa. Cái kia loại thì chúng ta dùng biến ID là số nguyên, còn ở đây là biến tra. Đấy, chúng ta ghi tiếp item code vào. Đó là chúng ta đã xây dựng xong model. Tức là phần model của phần product. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái hàm, gọi là hàm trong controller, để chúng ta ở đây là đăng sản phẩm này. Đấy, các bạn có thể gộp luôn cả một cái đăng sản phẩm vào cũng được. Nhưng ta viết tách ra, chúng ta có thể tạo lên một cái lớp khác. Chúng ta có thể ghi riêng đăng sản phẩm, đây là loại sản phẩm, còn đây là loại hàng hóa. Bây giờ chúng ta có thể tạo một cái khác ở trong này cũng được, hoặc là chúng ta cũng có thể là ở bên trong luôn đây. Chúng ta tạo một lớp, lớp này có sẵn namespace rồi, chúng ta chỉ cần ghi cho tôi là product. Controller để thống nhất một cái cách viết gồm chữ in hoa đầu tiên. Đấy, chúng ta làm cái này nhé. Rồi đây là chúng ta đang bắt đầu sang phần ghép
controller. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khai báo không gian làm việc và thư viện của nó. Use app model. App model nhé. Chúng ta xuống ở dưới của chúng ta là product. Đấy. Chúng ta viết ra như thế. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo những không gian tối thiểu hay là những thư viện tối thiểu. Coordinator. Rồi các bạn tiếp tục là controller để chúng ta kế thừa ra. Các bạn chỗ này các bạn có thể extend bay controller được. Bay controller thì nó sẽ đưa chúng ta là bay controller thì chúng ta không cần thư viện này. Thư viện này đã dùng thì bỏ thư viện này đi cũng được. Các bạn cứ để cũng được. Bây giờ chúng ta tiếp tục là sử dụng HTTP, request và respond để chúng ta sử dụng chúng trong những cái yêu cầu về form vân vân. Coordinator. Đấy. Rồi tiếp tục chúng ta ghi là HTTP. Hơi chậm một tí nhưng không sao, các bạn đừng sốt ruột, tôi giải thích luôn. Request interface và request đây là request interface response interface trước, đúng không? Rồi chúng ta use tiếp coordinator, những cái phần này là phải có HTTP. Rồi các bạn ghi cho tôi là base. À, cái này là respond hay request. Respond trên rồi thì chúng ta dùng request ở dưới, yêu cầu và gửi đến. Đó là respond là đáp ứng, còn request là yêu cầu. Hai cái này chúng ta khai báo vào. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái use. Chúng ta chú ý, chúng ta có thể sử dụng thêm một cái nữa là coordinator. Rồi HTTP. Chúng ta sử dụng file thì chúng ta phải có một cái thư viện mà chuyên cung cấp chúng ta để upload file interface use coordinator. Chúng ta HTTP HTTP. Rồi chúng ta dùng thư viện file. Rồi chúng ta tiếp tục là upload file. Để cái này khai báo ra thì chúng ta mới dùng được. Rồi chúng ta có thể dùng cái tiếp theo thư viện nữa, coordinator. I18 time, đấy là cái này là chúng ta sử dụng thời gian nhé, để khi mà chúng ta cần dùng nó thì ta dùng cả thời gian nữa. Rồi coordinator. Ta làm cho những cái tác vụ quan trọng ILC CLI CLI để làm việc những cái file. Ok, xong rồi các bạn khai báo xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng
Chúng ta dùng hàm như sau. Public public à, bây giờ thôi chúng ta dùng protect đi. À, tôi xin lỗi, tôi sai chỗ này, đã bỏ đi này, chúng ta mới khai báo được. Ở protect biến valid protect biến tiếp theo là section biến tiếp theo là biến con trỏ sản phẩm đến model ấy. Biến này là để che đi đúng không? Protect bao giờ nó che đi. Tôi đặt nó là protect pointer. Hai cái này đều được sử dụng. Và bây giờ chúng ta xây dựng hàm contract bên trong lớp public function contract. Đấy, chúng ta nhớ như thế nhé, chúng ta làm như này. Không bao giờ bị sai cả. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các con trỏ ra để chúng ta dùng zip valid bằng config service và tiếp tục là validation vào hàm validation để làm hàm đúng. Rồi chúng ta zip section bằng config service section. Đó. Biến tiếp theo là zip section. Ta sẽ dùng nó để làm kiểm tra có phải người đăng nhập không. Nếu không đúng thì không thể đăng được sản phẩm được. Rồi chúng ta khởi động session hàm start. Rồi bây giờ chúng ta muốn sử dụng được form và URL thì chúng ta phải sử dụng có helper. Chúng ta dùng URL phải around, chúng ta chọn như thế nha, tiếng Anh là around, còn chúng ta gọi URL tiếng Việt form helper. Rồi phần tiếp theo các bạn là con trỏ nó trở về model để truy cập vào phần vật lý. Chúng ta product pointer bằng new ở đây gồm có product model. Đấy, chúng ta xuống đây nhá, product model, và chúng ta mở thêm một cái hàm nữa là file helper file system. Ok, xong rồi. Bây giờ các bạn sẽ làm một cái hàm gọi là hàm show product. Hàm show product để nó đưa chúng ta sản phẩm đưa được ra ngoài. Chúng ta ghi cho tôi là product function nhỉ. Hết constructor rồi nhá. Public
function. Chúng ta ghi ở đây là sub product. Sub product này ở đây thì tôi muốn đưa ra là nó sẽ nhận cái đây, nhận cái ID 14, ID 15, ID 16, 18 để lấy ra, sau đó nó sẽ sâu cho chúng ta từng loại bên trong. Vậy thì URL của chúng ta lúc này chúng ta sẽ thấy là tôi muốn viết ở đây là public, xong đến sâu product, đây là sâu cái query, thì chúng ta sẽ thêm một cái ID ở đây. ID đây thì chúng ta đếm này, từ product chúng ta trở về trước là URL chúng ta không tính, chúng ta sẽ tính từ đây là một phân đoạn segment, hai phân đoạn, tức là phân đoạn số 2, các bạn chú ý nhé, phân đoạn số 2 nó sẽ lấy giống như hàm get của chúng ta trong PHP thuần thôi, là lấy phân đoạn số 2 thông qua gạch này, thì chúng ta chọn vào đây. Chúng ta sẽ lấy như sau, ID kết query bằng zip request URI phân đoạn yes, segment số 2. Đấy. Và tôi sẽ lấy được cái mảng ra là data product. Sẽ bằng, các bạn lập trình theo các bạn đến đâu dừng video đến đấy nhá, để chúng ta theo dõi cho dễ. Zip product point là con trỏ cho vào model, lấy ra thì chúng ta ghi là get all product by category. Và chúng ta cho đây là ID get. Đó. Sau đó chúng ta sẽ gọi là echo view, echo view upload, upload product, chúng ta xem là upload, để upload product ở đây, hàm nó sẽ gọi ra ở đây xem product, product có chứ nhỉ, upload product chưa có đúng không, upload product đây. Thì cái hàm upload product này nó gọi cái view này ra. View này thì nó cũng không có gì phức tạp cả. Để tôi truyền vào đã, xong tôi show cho các bạn xem. Chúng ta sẽ là upload. Chúng ta làm cái view này là làm qua cái Bootstrap Studio nhá. Các bạn buổi hôm trước tôi đã dạy rồi. Chúng ta làm trong đấy. Chúng ta ghi là upload. Product. Đó. Tiếp theo là upload. Đây. Thư mục này. Xong đến sản phẩm này. À, xong đến là file này. Template của các bạn. Đấy. Rồi. Cái này các bạn cứ truyền vào thôi, có thì nó ra mà không có thì nó không ra, chưa nhập nó chưa ra. Rồi bây giờ chúng ta xem cái này nhá. Cái này gồm có này, một cái form nhập. Mà upload product. Một cái form nhập. Đây nhập sản phẩm, à ok.
một cái upload product mà chúng ta cũng dùng giống nó đúng không? Rồi cái này là form nhập upload product. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm đặt thay nó bằng một cái form khác. Kết query là xong rồi nhé. Còn upload product, tôi xem upload product cái này là cái kia giống nhau. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái hình ảnh. Rồi bây giờ chúng ta tắt này, tạm tắt cái này đã. Rồi chúng ta vào đây. Đây, nhập sản phẩm thì tôi đã dựng sẵn rồi. Các bạn cứ insert các trường nó vào và biến nó vào. Còn dưới đây là cái bảng. Đấy. Tên sản phẩm, chi nhánh, cân nặng vân vân. Đấy, nó chỉ là một cái form thôi. Đấy, chọn sản phẩm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong file. Chúng ta chọn export option. Nhập sản phẩm. Tôi đã làm rồi. Export. Hoặc các bạn có thể dùng Bootstrap ngoài các bạn thiết kế cũng được. Rồi ok, bây giờ ta tắt này đi. Ta vào bên trong shopping. Rồi chúng ta xem là upload product đây. Đây nhập sản phẩm gồm có Hemi nha, chúng ta nhấp lên. Ok. Tức là mỗi lần đăng nhập vào đây thì nó sẽ chạy xuống sản phẩm vào đây. Đây là phần quản lý nhập sản phẩm. Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Ta copy cái này vào đây. Cho vào trong gem, chọn đây, chọn shopping, chúng ta vào tiếp shopping tiếp, ta vào public, chúng ta paste, rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa cái file này đi, xóa file này đi nhé. À, cái này là cái của cái trên làm ví dụ. Ta xóa đi, ta cho cái mới vào. Rồi ta sẽ vào chỗ nhập sản phẩm đây. Ta chọn cái này Hemi. Hemi chúng ta copy lên upload. Nhập sản phẩm. Chú ý chỉ có phần form thôi nhá. Copy vào đây thì chúng ta thấy là đây. Hemi chúng ta đây. Sau đó các bạn save as. Đấy, chúng ta ghi là product upload. Upload. Chấm.php. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi trong này. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ thay đổi nhé. Nào chỗ này các bạn ghi cho tôi
vào Base User. Đấy các bạn chọn đến đây, cắt này đi, đoạn cuối các bạn cho thêm cái này. Đấy, nên là nó sẽ lấy đường dẫn từ từ bên trong public ra. Rồi bên này cũng thế các bạn. Các bạn đến đây. Và khi các bạn làm xong trang web này thì các bạn chạy rất là sướng. Ok, ta mất công một tí. Đấy, tôi tách riêng từng phần một cho nên là nó sẽ rất dùng và chính xác. Các bạn cứ làm đi rồi các bạn sẽ giỏi. Nghĩa là các bạn phải làm, đặt tay và làm. Tương tự chỗ này thì đây là hết phần header. Phần head của cái trang này chúng ta đưa xuống phía dưới này. Các bạn đợi tôi mặc cái áo, mặc áo lạnh quá. Phòng bật điều hòa. Còn những cái phần linh tinh như footer thứ chúng ta sửa sau. Đấy không lo. Bằng bay user. Đây cũng vậy. Cái này bằng JavaScript nhé. Nó sẽ cho chúng ta nối vào Bootstrap Min. Rồi jQuery Min. Đấy. Chúng ta xem có phần thiếu chỗ nào không? Cái này thì cũ gốc của nó rồi. Đấy, và chúng ta sẽ tiếp tục. Ok, bây giờ chúng ta nhìn thấy chỗ này chúng ta sẽ sửa sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ sửa, chúng ta thử gọi nó ra. Để gọi nó ra thì các bạn chú ý này. Phần product controller. Upload product. Rồi, cái phần tiếp theo của chúng ta là phần get query. Get query ở đây thì chúng ta, khi chúng ta nhập là chúng ta ghi là nhập sản phẩm. Kết query ở đây. Và chú ý đầu cái dòng này nhé. Dòng này phải được vào một cái router nó gán dẫn đường chúng ta lên trên đây. Thì ở đây là nhập sản phẩm tôi đã ghi sẵn rồi. Nha các bạn có thể
ghi sản phẩm thì để tính sau. Tôi giải thích luôn. Đây, đường dẫn là nhập sản phẩm. Any là chúng ta chú ý nhá, any ở đây có nghĩa là cái segment thứ hai bất kỳ thì chúng ta phải là $1. Đấy. Sâu nhập sản phẩm là tên của hàm. Nó phải trùng với ở đây. Sâu sâu product. Chúng ta ghi thay là sâu nhập sản phẩm. Sau nhập sản phẩm này phải trùng với ở đây. Còn nhập sản phẩm any ở đây. Rồi bây giờ chúng ta thử chạy. Chúng ta thử chạy. Localhost. Đấy, chúng ta nhìn thấy là cái này, tên miền cực đẹp. Sign. Nhập sản phẩm find not found. Đấy, chưa thấy đúng không? Vậy chúng ta phải tìm cho nó thấy được. Đang à đây chúng ta vậy là product controller, chúng ta phải thay chỗ này vào đây. Đây. Tên này tương ứng ở đây. Bạn chú ý nhá. Từ đây này phải trùng với tên ở đây. Rồi chúng ta sẽ thử. Đây. Máy tính đồng bộ. Nhập sản phẩm. À, chữ này là nhập sản phẩm. Thì ở đây là nhập sản phẩm. Rồi nhập sản phẩm any. Đăng sản phẩm. Product pro. Ghi như thế nhé. Đây ra rồi. Đấy, các bạn thấy ngon chưa? Ra rồi nhá. Thế thì vì là cái bài nó dài quá, tôi còn phải ghi lại cái form như đã. Thì khi chúng ta sẽ lại làm các bước nhập như trên, thì chúng ta sẽ nhập từng loại. Và chúng ta phải chú ý là phần upload đây, chúng ta sẽ ghi phần upload cho tôi xuống đây. Cái link này ở trên menu ta kệ nhé, ta sửa sau. Rồi chúng ta sẽ làm form vào đây. À, các bạn ghi cho tôi là and Chris. Chúng ta chọn này này. Rồi chúng ta tiếp tục. Methods, chúng ta dùng post action. Action thì chúng ta chọn main. By user đấy. Rồi chúng ta nối với cái router.
Ở đây chúng ta ghi là ghi sản phẩm. Đó. Đó, các bạn đóng nó lại. Đó, ghi sản phẩm. Rồi tiếp theo là các bạn cho này xuống đây. Các bạn input file. Các bạn ghi cho tôi là name. Chúng ta ghi là ghi name. Tiếp tục. Đấy. Chúng ta làm được cái một nhé. Rồi chúng ta sửa lại. OK. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho từng cái vào. Thì để cho từng cái như vậy thì chúng ta phải có một cái. Chúng ta phải có từng trường một. Đấy, có từng trường một. Cái này là item code, nhập tên sản phẩm, item code. Chúng ta thêm một cái nữa. Nhập mã hàng, chúng ta sẽ viết tiếng Anh ở đây. Input tài cách nên các bạn giờ ghi cho tôi là item code. Đó. Xong ở đây thì các bạn tên sản phẩm thì các bạn ghi cho tôi là name item. Cân nặng thì các bạn chọn cho tôi tiếp là item code, item name, vân vân. Thì các bạn làm tốt mà mất cái phần này thì bài đến đây là tôi dạy đến đây. Thì chúng ta nhìn lại như chúng ta nhìn thấy. Đấy, nhập tên sản phẩm, nhập mã hàng, nhập tên sản phẩm, chúng ta đưa nó xuống dưới đây. Đấy, các bạn làm như thế cho tôi. Tất cả làm xong thì bài tới là chúng ta chỉ cần làm phần nhập thôi. Thì cái này xong cái lập tức là chúng ta sẽ được xuống dưới đây. Bảng xuống dưới đây. Đấy. Thì bài này tôi dừng tại đây. Bài sau ta lại tiếp tục nhé.
Chúng ta sẽ theo dõi và nhớ subscribe cho tôi, đăng ký cho tôi để chúng ta theo dõi được hết cái phần trang bán hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.